Tôi xin mời quý vị theo dõi bài bình luận Dối trá mới tồn tại. Nhà tranh đấu Alexander Solzhenitsyn đã nói nếu một người dùng bạo lực phương pháp để hành động thì chắc chắn họ phải dùng sự dối trá làm nguyên tắc. Và ông cũng đã nói những điều gì họ thêm vào sự thật có nghĩa là bớt đi sự thật. Chẳng hạn như Cộng sản đã chỉ thị cho Lê Phong Lan làm đạo diễn cho một cuốn phim 12 tập gọi là Tết Mậu Thân 1968, gọi là tái hiện một sự kiện lịch sử vĩ đại của dân tộc. Thật ra bộ phim là một sự dối trá bỉ ổi vì cho rằng Tết Mậu Thân 1968 cũng như ngày 30 tháng 4 năm 1975 là do dân chúng nổi dậy để tiếp tay với quân giải phóng giành lại chính quyền cho nhân dân. Và họ đổ lỗi cho những hố hầm đầy xác người Tết Mậu Thân là do Mỹ ngụy tạo ra. Mới đây, Đảng Cộng sản lại cho ra đời bộ sách được gọi là Bộ Lịch sử Việt Nam, Văn hóa biển đảo Việt Nam. Chúng đánh lừa những người nhẹ dạ bằng cách là không còn gọi ngụy quân, ngụy quyền nữa, mà gọi một cách đàng hoàng là Việt Nam Cộng hòa. Thật ra, Việt Nam Cộng hòa là một thực thể không thể chối cãi được tồn tại. Suốt gần một phần tư thế kỷ thì không cần gì khi chúng lên tiếng chấp nhận mới gọi là sự thật. Còn những điều khác trong cái gọi là Bộ Lịch sử Việt Nam cũng chỉ là một sự tuyên truyền, dối trá, bóp méo lịch sử không hơn không kém. Ví dụ như chiến dịch giết người long trời lở đất của cái cách mạng ruộng đất thì họ vẫn cho đó là cái việc mà cải cách đúng, chia ruộng đất cho dân và từ đó dân và đất nước phát triển. Cũng như là họ vẫn cho chính quyền miền Nam là đánh thuê cho Mỹ, vân vân và vân vân. Sự lừa đảo xảo trá qua chiêu bài hòa hợp, hòa giải, xóa bỏ hận thù mới đây được thực hiện qua cái việc mà ông Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam gửi cho nhà văn Phan Nhật Nam, tác giả của những cuốn sách nổi tiếng Tù nhân Hòa bình, Mùa hè đỏ lửa. Một lá thư với lời lẽ thấm thiết mà trước đây ông Phan Nhật Nam cũng ở trong thành phần mà ông Hữu Thỉnh đã lên án là các thế lực thù địch ở nước ngoài là ngụy, là phản động, là đi theo bơ thừa sữa cặn của Mỹ. Ông Thỉnh đã mời ông Phan Nhật Nam về Việt Nam gặp mặt các nhà văn Việt Nam với lời dụ khỉ rằng với ý nghĩa cao cả góp phần làm giàu cho các giá trị truyền thống của dân tộc xứng đáng để chúng ta vượt qua mọi xa cách và trở ngại và cùng ngồi với nhau trong tình đồng nghiệp và rằng chúng ta cùng chọn dân tộc làm mẫu số chung để vượt qua tất cả. Mới đọc qua những ai nhẹ dạ thì cho rằng Việt Cộng đã thay đổi, đã được cảm hóa như bộ sách Bộ Lịch sử Việt Nam. Và nếu không đọc thư trả lời của nhà văn Phan Nhật Nam rằng tôi là một người lính tác chiến thuần túy thuộc binh chủng nhảy dù, dẫu hôm nay sau 43 năm, sau năm 1975 không mặc quân phục, tôi không có liên hệ nào với giới văn chương học thuật trước năm 1975. Lẽ tất nhiên sau năm 1975 cũng vậy, trong nước cũng như ở hải ngoại. Thì không chừng người ta lại chụp một cái mũ cối to tướng cho ông Phan Nhật Nam. Và nếu vậy thì Cộng sản đã thành công tạo được sự nghi kỵ, chia rẽ trong cộng đồng người Việt hải ngoại như họ đã, đang và vẫn tiếp tục làm. Thưa quý vị, việc này nằm trong kế hoạch nối lại khúc ruột ngàn dặm ở hải ngoại. Kế hoạch này ra đời sau khi thực thi những kế hoạch như đánh tư sản mại bản, đổi tiền, đổi vàng, v.v. và đẩy người dân đi vùng kinh tế mới để đoạt nhà, đoạt cửa, đoạt tài sản. Thế nhưng người dân và đất nước càng ngày càng nghèo, cho nên chúng mới đổi giọng. Và thay vì gọi những kẻ đổi mạng sống đi tìm tự do là trộm cướp, đĩ điếm, đi theo bơ thừa sữa cặn của Mỹ ngụy, thì họ gọi một cách âu yếm là khúc ruột ngàn dặm. Và từ đó, cái khúc ruột ngàn dặm họ coi như là con bò sữa, và họ chỉ ung dung ngồi để đếm tiền mà thôi. Hàng năm số tiền người Việt tị nạn ở ngoại quốc gửi về Việt Nam là 10 tỷ đô la. Trong khi đó trước năm 1975, Hoa Kỳ viện trợ chỉ có 3 tỷ, rồi cắt xuống còn có 700 triệu và cuối cùng trước khi miền Nam mất chỉ còn có 300 triệu. Thưa quý vị, cho nên tới bây giờ cái gọi là hòa hợp hòa giải dân tộc về văn học hay cái gọi là Bộ Lịch sử Việt Nam chả đánh lừa được ai. Nhà tranh đấu Alexander Solzhenitsyn đã nói rất đúng. Cộng sản càng nói là sự thật chừng nào thì sự thật đó càng biến đi chừng đấy. Chỉ có sự dối trá của chúng mới còn tồn tại mà thôi.
Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.